Chương trình Ngọc Trong Tim và Nguyễn Đức Đạt xin một lần nữa được tái ngộ cùng quý vị. Kính thưa quý vị, như cái chủ trương của chương trình Ngọc Trong Tim là luôn luôn đem đến quý vị những nhân vật đầy những cái câu chuyện rất là mà giống như là để làm cho cái gương chúng ta lúc nào cũng thêm một sự nỗ lực và đầy đem đến cho quý vị một chương trình Ngọc Trong Tim đầy hy vọng. Và để trước khi chương trình được bắt đầu thì Nguyễn Đức Đạt xin được gửi lời chào đến Mai đại ca Thành Lễ. Xin chào chị Dung, xin chào. Bây giờ là chị Trịnh Kim Dung và chị Trịnh Kim Dung, phải không chị Trịnh Kim Dung? Chào Đức Đạt, chào em Thành Lễ và chào. Kim Dung xin kính chào quý vị. Lâu lắm rồi chị mới gặp Đức Đạt, như là cả thế kỷ rồi đó. Em đi show chắc nhiều lắm phải không? Em cũng có hơi bận rộn một chút trong một vài tuần lễ vừa rồi. Trước khi mà vô câu chuyện ngày hôm nay, Thành Lễ cũng xin kính chào quý vị. Để học tội, hạch tội Nguyễn Đức Đạt, khán giả đi đâu cũng hỏi thăm em nhiều lắm. Em có kể em như thế nào, phải nói với khán giả khắp mọi nơi đi. Lâu lắm rồi không đến với quý khán giả, ai cũng chờ mong và hỏi thăm em. Không đâu, cũng, sợ cũng, em bệnh á. Không, cũng đâu có gì đâu, cũng bận rộn chuyện nhà, chuyện nghệ thuật này kia đó thôi. Nghệ thuật âm nhạc. Cháu Yên Linh là sao vậy em? Bình thường. Em đang chuẩn bị mấy cái dự án âm nhạc, ra nó hơi bận rộn chút xíu. Chứ không phải là hôm nay có thêm một đứa con mới nữa. Anh muốn giới thiệu đó. Vậy đó hả? Cho anh giới thiệu nha. Đây là con tinh thần của Nguyễn Đức Đạt đó chị. Có không đó? Thưa quý vị, hôm nay như Nguyễn Đức Đạt đã nói tâm sự chương trình Ngọc Trong Tim chúng tôi. Trước hết, trước khi em giới thiệu con tinh thần của Nguyễn Đức Đạt, xin chỉ có vài lời gửi đến quý khán giả vừa rồi tuần vừa qua gọi đến chương trình mình. Thưa quý vị, sau khi câu chuyện nói về một người con gái rất là dễ thương và đầy nghị lực đó là Huỳnh Thị Sậm, thì chương trình Ngọc Trong Tim rất là cảm động vì chúng tôi đã nhận được những lời thăm hỏi tới tấp gửi đến chúng tôi. Kèm theo những lời thăm hỏi đó là sự yểm trợ về tinh thần của các nhà hảo tâm. Và quý vị có lòng giúp em Nguyễn Huỳnh Thị Sậm đó đã trực tiếp liên lạc với em Huỳnh Thị Sậm và có một số cũng liên lạc qua chúng tôi nữa. Với cái lòng ưu ái của quý vị dành cho chương trình Ngọc Trong Tim nói chung và những nhân vật mà Ngọc Trong Tim giới thiệu qua các show của mình, Kim Dung xin thay mặt cho Ngọc Trong Tim chân thành cảm ơn tất cả quý vị. Em cảm ơn chị Dung. Thưa cha tinh thần của cậu bé mà tôi định giới thiệu sau đây. Thưa quý vị, đây là một người em, cũng coi như là người cháu. Cậu bé năm nay đã 14 tuổi rồi. Không biết phải đồng cảnh ngộ hay là có nét khao khao của Nguyễn Đức Đạt hay không, nhưng mà cậu bé này cũng là mà Nguyễn Đức Đạt rất là thương. Nó riêng cũng giống như Thành Lễ cũng rất là thương cậu bé này. Cậu bé tên là Bùi Ngọc Thịnh. Xin mời ông nhạc sĩ Cường Khôi nói chuyện về cậu bé này. Cái đặc biệt của cậu bé Bùi Ngọc Thịnh này là bởi vì hôm nay Đạt muốn giới thiệu cái cậu bé này là tại bởi vì đó là cậu bé cùng cảnh ngộ với Nguyễn Đức Đạt, đó là khiêm thị. Mà cái đặc biệt là đây là một thiên tài âm nhạc tương lai. Thiên tài âm nhạc tương lai. Thế nào là một thầy giáo ở nhạc nói là thế nào là em là một thiên tài tương lai Nguyễn Đức Đạt? Tức là đây là một người có đam mê có cái sự đam mê âm nhạc từ thời rất là bé, giống như là những cái cuốn tiểu sử về những người soạn nhạc rất là lớn như là Mozart, Beethoven hay là Vivaldi. Những cái Vivaldi hay là mấy cái người nhạc rock sau này mà có cái bữa đam mê rất là còn nhỏ, giống như là John Lennon hay là The Beatles hay gì chẳng hạn. Những người đó đam mê âm nhạc từ hồi rất là nhỏ, nhưng 3 tuổi, 4 tuổi thì Bùi Ngọc Thịnh là đã từ hồi 3, 4 tuổi là đã có cái âm mê âm nhạc mà là không có chơi nhạc là không ngủ được. Theo lời của ba má của cháu thì quý vị sẽ sắp sửa theo dõi những cái clip phim tài liệu thì quý vị sẽ thấy đó là những người mà không có nhạc, không ăn ngon, không có nhạc, không ngủ được, giống như Nguyễn Đức Đạt khi còn nhỏ. Thưa quý vị, có lẽ là ở cái tuổi lên 4 chưa chắc là
bé Ngọc Thịnh đã có biết đam mê là gì, chưa hiểu đam mê là gì, nhưng mà có lẽ được thừa hưởng ở nơi người mẹ đó. Gia đình người mẹ cũng là một gia đình yêu âm nhạc, cho nên mặc dù sống ở trong cái bóng tối của người đã mất cái ánh sáng, thì trái tim và cái khối óc của em đã hoạt động rất là mạnh. Khi còn nhỏ nghe đánh trống đó, em nghe tiếng trống là em đã mê rồi. Và 4 tuổi còn bé chút xíu, đứng chưa, cái đầu chưa cao lên khỏi cái dàn trống đã đòi ông ngoại cho tập đánh trống. Và khi ông ngoại nói với cháu rằng là cháu, con còn nhỏ lắm, con chưa đứng tới cái dàn trống sao con đánh được, thì em đã xin ông ngoại, em đưa ra một cái ý là ông ngoại đem cho con những nồi niêu, những thùng ra đây và cho con cái đũa để con tập đánh. Và khi mà đem nồi niêu và đũa ra cho em thì em đã biểu diễn đánh trống làm cho người lớn rất là ngạc nhiên. Thì những gì nói sẽ không hay bằng những gì nói sẽ không hay bằng hình ảnh và những cái chi tiết mà chúng tôi quay thật sự. Chúng tôi xin kính mời quý vị theo dõi. Quý vị đang xem những thước phim và Thành Lệ sẽ đọc những cái tiểu sử về gia đình của bé Bùi Ngọc Thịnh. Bùi Ngọc Thịnh sinh năm 2000 tại tổ 17 Ninh Hiệp, Ninh Hòa, Khánh Hòa. Em đã khiếm thị hai mắt và được ghi vào kỷ lục châu Á vì chơi được 7 nhạc cụ. Nhưng đó là hai năm về trước, và bây giờ 2014 khi Thành Lệ về lại Việt Nam, và Thành Lệ đã có dịp gặp được và đã tâm sự với gia đình của bé Thịnh. Và bé Thịnh đang sống ở Ninh Hòa, nhưng một gia đình không riêng bé Thịnh bị khiếm thị, nhưng anh Lộc là ba ruột của bé Thịnh cũng là một người khiếm thị, nhưng mà bị tai nạn khi anh lúc đó 17 tuổi. 17 tuổi. Một căn bệnh nan y và làm cho anh cũng khiếm thị. Và khi anh tuy như vậy mà anh cũng đã cố gắng và mở ra một cái nơi cơ sở dành cho người khiếm thị. Và nơi đây anh đã gặp nửa trái tim mà tâm hồn của anh đó là chị Thủy, cũng là mẹ của cháu, em Bùi Ngọc cũng Thịnh, là bị khiếm thị bẩm sinh. Và hai người này đã cho ra đời một cậu con trai tên là Bùi Ngọc Thịnh. Nguyễn Đức Đạt có thể kể sơ qua vì sao mà bé Bùi Ngọc Thịnh bị khiếm thị, mới gia đình như thế nào, em có thể chia sẻ với quý khán giả. Theo lời của chị Thủy thì lúc mà chị đang mang thai khoảng 6-7 tháng, 8 tháng gì đó, thì chị đi trên đường trong khi đang đi làm về đó thì bị té. Bởi vì không thấy đường ra bị té xuống hố, thành ra có thể có chảy máu, thành ra chị đem vô bệnh viện và phải bắt buộc phải đem cháu ra sớm. Nên ra có lẽ vì đó nên ảnh hưởng tới hệ thần kinh của cháu, đôi mắt bị mất cái cảm giác, bị mất cái tánh thấy đi, và bị phá hỏng đôi mắt, mất tánh thấy. Kính thưa, đúng vậy. Thì những thước phim mà quý vị thấy đây là những thước phim do chính Ngọc Trung Tim đã quay để gửi đến quý vị lời tâm sự của người mẹ. Tuy thế, chương trình Ngọc Trung Tim cũng tôi cũng rất là vui sướng đã tìm được em trong chuyến mà Thành Lễ đã về thăm Việt Nam. Và sau đây xin mời quý vị gửi đến quý vị một số thước phim. Và sau đó chương trình chúng tôi xin tạm ngưng giây lát để gửi đến quý vị một số cơ sở thương mại đã bảo trợ cho chương trình. Xin cảm ơn quý vị. Dạ, em tên là Bùi Ngọc Thịnh. Dạ, em năm nay được 14 tuổi. Dạ, em sinh sống tại Ninh Hòa, Khánh Hòa. Dạ, em thì em học đàn từ năm 6 tuổi. Và niềm đam mê âm nhạc này từ năm 6 tuổi là em đã học dàn ra, rồi đến năm 7 tuổi là em học đàn guitar phím lõm, rồi em tiếp tục học thêm những nhạc cụ nữa, đến năm 9 tuổi là em học đàn organ, rồi đến năm 10 tuổi là em học đàn sến, đến năm 11 tuổi là em học đàn cò, rồi đến năm 12 tuổi thì em học thêm hai nhạc cụ nữa, đó là đàn tranh và đàn kiềm, rồi em tiếp tục học thêm nhiều nhạc cụ nữa như là đàn piano, đàn bandolin, đàn bầu, tiêu, đàn bass, đàn gáo và đàn hồ. Và hiện nay em đã chơi được thành thạo 14 loại nhạc cụ. À, Thịnh hả? Vậy ai giúp cho Thịnh là
học đàn bố mẹ Thịnh giúp em học, bố mẹ Thịnh dạy hay là thầy ở ngoài dạy ha? Em thì em cũng được sự khi mà em mong em muốn học quá thì mẹ ba mẹ em cũng đi xin những thầy thầy cho em học. Thì ban đầu thì thầy em cũng không có nhận dạy, thì ban đầu em học trống thì thầy em không nhận dạy, nhưng mà thầy khi em năn nỉ thầy thì thầy chỉ nhận dạy em được hai điệu trống là điệu barô và điệu rumba. Nhưng mà khi em học trong một ngày mà em học được hai điệu đó thì lúc đó là thầy Tâm đã dạy em, nhận dạy em, và sau đó thì em tiếp tục học thêm trống của thầy Quang. Rồi đến năm 7 tuổi thì em thích đàn guitar phím lõm, thì em được thầy Sơn Hồi, nghệ nhân Sơn Hồi là tên thật là Lê Hồng Thuyên, dạy em đàn cổ và những đàn khác như là đàn cò, đàn sến, đàn kìm, đàn tranh. Thì đến năm 9 tuổi thì em thích học đàn organ, thì được bác Nguyễn Giang Châu là dạy cho em học được đàn organ. Thì hiện tại bây giờ thì em đang học ở trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật và Du lịch Nha Trang, học nhạc cụ là đàn bầu, em học thêm nhạc cụ là đàn violon. Rồi Thịnh giỏi quá. Bây giờ Thịnh ơi, cho anh hỏi là bây giờ cái trong quá trình mà em học với lại em chơi nhạc á, thì có cái gì mà khó khăn cho em không? Nghĩa là như điều kiện đi đứng của em lại nè, rồi ai đưa em đi học, mà rồi cái kinh phí mà để em học đó, thì em có khó khăn lắm không? Bây giờ như em đi học là ai đưa em đi vậy? Dạ thì cũng thương các quý vị khán giả, mà em là khi mà em đi học thì nói chung ra là em bị khiếm thị nên em đi cũng rất là khó khăn. Kinh phí thì em cũng không có kinh phí, thì chỉ là ba mẹ em làm mò mẫm tay và làm ra chổi ra tăm rồi đi bán để kiếm tiền cho em đi học thôi. Còn ngoài ra thì em cũng rất là khó khăn về bên kinh phí. Và em khi mà em đi học ở Ninh Hòa thì em đi bằng xe ôm, và khi mà em đi Nha Trang thì lúc đầu thì em muốn đi xe ôm, nhưng sau này vì em không đủ điều kiện nên em mới nghĩ ra là bây giờ mình đi xe buýt để đỡ đỡ tốn chi phí cho ba mẹ hơn. Nên em quyết định là khi mà đi học ở Ninh Hòa thì em đi xe ôm, còn nếu khi mà em đi Nha Trang thì em đi bằng xe buýt. Thật giỏi quá. Bạn bè với lại thầy cô rồi họ có yêu thương em không, hay là họ có giúp đỡ hay là cái gì với em không? Như là em trong quá trình em học đó, em có nhiều bạn bè để hỗ trợ em không? Thì nói chung ra thì em học trong trường thì em chỉ vô thì em học thì nói chung cũng có những bạn thì cũng tới hỏi thăm, thầy cô thì cũng giúp đỡ em, hỏi thăm em cũng có nhiều, thầy cô thì cũng giúp đỡ em trong việc học tập cũng rất là nhiều. Kính thưa quý vị, vừa rồi quý vị đã theo dõi phần 1 và đã theo dõi một số clip phim về sự học hỏi và cái cuộc đời của cháu Bùi Ngọc Thịnh và gia đình của cháu. Những cái clip rất là hay ha. Đó là những cái clip rất là hay. Và em xin nói thêm về tại sao em gọi cháu là thiên tài âm nhạc tương lai. Bởi vì thứ nhất là cháu trong cái âm nhạc nó có cái vấn đề cái khiếu âm nhạc là nó có nhiều tầng lớp. Nhưng mà cháu là thuộc cái hạng những cái một cái nhóm gọi là chẳng những thông minh học gì hiểu nấy, mà còn cảm nhận được bằng cái Có xương sống, tim. bằng trái tim, mà hiểu được những cái trừu tượng mà người bình thường chỉ có nghe nhạc sơ sơ không hiểu đâu. Cháu ngầu lắm. Học gì biết nấy ha. Mà học nhiều, học một biết 10,
Cái đó là thấy ngầu lắm, cái đó là thiên tài nhất ở nơi em Bùi Ngọc Thịnh đó, là khi em mới được cầm tới cái cây đàn dây đó, thay vì em đánh xuống đó, thì em móc. Đánh ngược, Nguyễn Đức Đạt thì đánh xuống đúng không em? Nhưng mà Thịnh thì đánh ngược lên. Đánh móc thì em. Đối với em là một người cũng có chút xíu kinh nghiệm về sư phạm nhạc thì có những cái mình cũng không nên theo quá trường lớp quá nghiêm khắc. Tại vì mỗi người có một cái tiếng riêng, nếu mà ai cũng giống ai thì không có gì hay cả. Nhưng mà chị nhìn thấy những người mà chạy tremolo hay đó là phải móc dây nhanh lắm phải không? Dạ vâng. Đối với có một số thiên tài âm nhạc trên thế giới cũng đâu có đánh đúng kỹ thuật gì đâu, nhưng mà vẫn là nổi tiếng thiên tài thế giới nha. Kính thưa quý vị, ở chương trình Ngọc Trung Tim rất là vui sướng khi có một tài năng trẻ tuổi, phải nói là thần đồng. Em vừa được kỷ luật gia của châu Á mà em đã một tấm gương sáng lắm, cùng quê với em ở Khánh Hòa là tỉnh Nha Trang. Tuy là em ở Nha Trang nhưng em nó ở xa hơn một chút. Cái buồn nhưng mà trở thành niềm vui của cha mẹ. Mặc dù là ba mẹ là người khuyết tật cũng khiếm thị, em cũng là người khiếm thị, nhưng đối với đây là một điều phải nói hạnh diện cho một làng ở Ninh Hòa. Thưa quý vị, Ngọc Trung Tim đang cố gắng mở rộng, đang chào đón một tấm gương cũng như là một nhân vật mới để đến nhân tài để đến
sớm cho quý vị để quý vị ở hải ngoại nói riêng cũng như khắp mọi nơi trên thế giới để đón nhận một tài năng phải nói là thần đồng. Và em đã học học gì dạ, em đã học giỏi từ nhỏ mà nếu qua Mỹ thì không biết người thầy tinh thần có chịu nhận em dạy guitar chưa chưa, chưa gọi là thầy được, thầy chưa có ngày nào dạy không được. Em chỉ ước gì nếu mà làm sao mà giới thiệu cháu với một cái cơ quan nào đó, người ta cho một cái grant hay là học bổng hay cái gì đó cho cháu qua đây có thể để trở thành một người có học có chính quy ở một cái đất nước gọi là cái gì cũng có đầy đủ điều kiện để trở thành người hay nhất. Khi mà em được cung cấp những cái phương tiện đầy đủ thì cái tài năng của em sẽ phát triển thật sự tới mức của nó. Chứ hiện bây giờ thì cũng mặc dù có khiếu đó nhưng mà phải đi lên một vài tầng lớp nữa theo em thấy. Anh được biết là ba má của Thịnh cũng khiếm thị nhưng một đôi mắt nhìn bình thường, và Thịnh cũng đôi mắt bình thường. Chính vì bình thường mà nếu mà không sử dụng những cái gậy, cái cane mà mỗi ngày đi, và Thịnh vô tình bị tai nạn mỗi lần em di chuyển. Tuy có người giúp em, nhưng mà đôi lúc Thịnh cũng bị va chạm như mấy quý vị thước phim đây. Em đã bị, khi mà tập giật đằng bầu đó chị, đằng tranh đằng bầu thì em bị điện giật. Mà chỉ biết điện bên Việt Nam là điện 220. Thì em điện cao thế. Mà bị cháy và bật ngửa ra, nhưng mà tay em bị cháy xém luôn. Cái bài hát để đi thi trong chương trình thi ở Nghệ An, Người Khuyết Tật Toàn Quốc, thì em tập xong thì em tắt dàn âm thanh, rồi em một tay thì em tắt dàn âm thanh, còn một tay thì em không thấy đường, nên em rò trúng cây đàn bầu thì bị điện nó hở trong cây đàn bầu, nó giật bị cháy cái tay, nhưng mà cũng hên là nó giăng ra ngoài nên nó cũng nó nghi rồi. Thưa quý vị, trong chương trình chúng tôi thì Người Thật và Chuyện Thật chúng tôi cũng thông báo đây, khi mà trực tiếp nói chuyện với anh Lộc là ba của bé Thịnh thì được biết là các đài truyền hình cũng như một số nơi có tới phỏng vấn gia đình, nhưng mà thực sự bé rất bận rộn, đi học phải ngưng, rồi gia đình phải lo mà quay những cái thước phim cả tuần luôn. Nhưng mà để cái sự tiếp nhận lại được cái ơn ơn mà cái cho đó thì hoàn toàn không ai giúp đỡ nên phải nói dễ nhưng mà thấy dễ, nhưng mà hoàn toàn đâu phải là từ em ở dưới quê lại phải đi vô Sài Gòn, rồi em lại không thấy đường, ai là người nuôi, rồi thêm được ba má cũng không muốn mất con mà ba má cũng không thấy đường luôn, nên đây một đứa nan giải chứ không phải dễ. Cha mẹ sinh ra ta, cho ta cả
biển dòng xanh mê mông không đông đầy tình mẹ mà giàu lớn nên người con say đắm cho đời công ơn cha với mẹ suốt đời con không quên. Thì vợ chồng chúng tôi còn phải là tôi đi bán những sản phẩm ở chỗ quan tâm đi khắp điệu đường ở trên khu vực của thị xã Ninh Hòa nhằm được kiếm đồng lãi để mưu sinh kiếm sống. Với sự cố gắng đến đâu thì hoàn cảnh gia đình vẫn còn gặp nhiều khó khăn, vì cái mục đích của gia đình là muốn rằng trong hoàn cảnh nào đi chăng nữa mình cũng phải là hoàn thành tốt và nhiệm vụ của người cha người mẹ để nuôi nấng đùm bọc đứa con trẻ mà không may trong hoàn cảnh bộ đội tăm tối, để cháu nó phát triển con đường âm nhạc, để sau này cái người âm nhạc này đã nuôi sống bản thân cho cháu và đồng thời được phục vụ giúp mang đến niềm vui cho mọi người trên toàn thế giới. Cũng mong rằng được sự quan tâm của toàn xã hội, quan tâm giúp đỡ tạo điều kiện cho hoàn cảnh của vợ chồng tôi, mà mục đích để giúp đỡ cho cháu Ngọc Thịnh được thắp sáng cái niềm hy vọng ước mơ của cháu sau này tương lai trở thành là một người nhân vợ đàn trên một mặt được phục vụ cho quần chúng nhân dân. Xin cảm ơn. Tôi tên là Lê Thị Thủy, sinh năm 74. Thì nói chung thì vừa lọt lòng mẹ thì cũng đã bị mù từ khi bé, rồi khi lớn lên thì cũng mơ ước là mình có gia đình, mà mình sinh Ngọc Thịnh ra thì cũng mơ ước cho Ngọc Thịnh sáng mắt, được vào trường, được ăn học. Nhưng mà mơ ước đó không về với hiện thực thì Ngọc Thịnh vĩnh viễn là không còn nhìn thấy. Nhưng mà mơ ước của Phương Thủy cũng mong cho Ngọc Thịnh học cho giỏi, được thành tài. Nhưng mà Ngọc Thịnh cái ước mơ thì cũng rất là học cũng rất là giỏi, nhưng mà nói chung là điều kiện gia đình thì cũng không đáp ứng đủ cho Ngọc Thịnh đó. Thì cái niềm đam mê của Ngọc Thịnh cũng rất là lớn. Thưa vị ơi, chị Ngọc đã làm cho Thành Lễ đã đam mê rồi, bởi vì em đúng là một viên ngọc quý hiếm, là một thần đồng của gia đình của Ngọc trong tim. Hy vọng quý vị thương mến chương trình Ngọc trong tim hãy ủng hộ chương trình bằng cách chúng ta bảo trợ cho các cơ sở thương mại, cũng như là hãy liên lạc và làm việc giúp cho Ngọc trong tim càng ngày càng lớn mạnh. Và nếu những số phone của gia đình của bé Bùi Ngọc Thịnh quý vị gửi về đóng góp, hay là cho em thêm tinh thần và tình cảm thêm, để các em có một ngày nào đó sẽ được sang định cư ở Hoa Kỳ để ra mắt của quý khán giả đồng bào khắp mọi nơi. Một lần nữa, Thành Lễ cùng với nhóm Ngọc trong tim xin kính chào quý vị và kính chúc quý vị lúc nào cũng khỏe mạnh, vui vẻ và bình an trong tâm hồn. Xin kính chào.